Xin kính chào quý vị các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền Trà Vinh hôm nay thứ ba, ngày 21 tháng 2 năm 2023. Chương trình thời sự tối hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để góp ý các văn bản chuyên đề theo thẩm quyền. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn có buổi gặp gỡ và đối thoại với gia đình ông Lê Văn Thấm ở ấp Trà Ốp, xã Tân Bình, huyện Càng Long về vụ việc khiếu nại liên quan đến đất đai. Chuyên đề nghe người dân nói ghi nhận nhiều ý kiến của bà con nông dân về giá cam sành liên tục rớt giá sâu từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, làm cho nhiều bà con nhà vườn trồng cam ở Trà Vinh gần như mất trắng sau một vụ thu hoạch trái. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 21 tháng 2, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để góp ý các văn bản chuyên đề theo thẩm quyền. Đóng góp văn bản về chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, các đại biểu thống nhất quan điểm việc đổi mới phải trên cơ sở chủ trương đường lối của Đảng, kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Đồng thời, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đòi hỏi phải chủ động, tích cực, có quyết tâm chính trị cao và cần thận trọng có bước đi vững chắc. Mục tiêu của chương trình hành động nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm hiệu quả thiết thực, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn mới để tỉnh ta phát triển nhanh và bền vững. Theo Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường, chương trình hành động cần nói thẳng vào cách thức thực hiện, quá trình lãnh đạo cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá của tỉnh, quá trình tổ chức thực hiện cần triển khai bằng chương trình, kế hoạch sát hợp theo đúng biện pháp, quy trình theo quy định. Đối với quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất theo dự thảo và nhấn mạnh mục đích của việc ban hành là nhằm tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ và quản lý cán bộ, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định, đồng thời bảo đảm đánh giá cán bộ khách quan, công tâm, lựa chọn và bố trí đúng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quy định này gồm 6 chương, 33 điều, có nhiều điểm mới và được áp dụng đối với cấp ủy tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị và cán bộ công chức viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh. Đóng góp dự thảo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo quản lý. Đây là một nội dung trong công tác cán bộ đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm cán bộ chuyển đổi vị trí công tác được bố trí phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sở trường công tác và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị địa phương. Ngày 20 tháng 2 tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Càng Long, ông Lê Văn Hẳn, Phó Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa có buổi gặp gỡ và đối thoại với gia đình ông Lê Văn Thấm và bà Trần Thị Tiên, cư ngụ ấp Trà Ốp, xã Tân Bình, huyện Càng Long. Tham dự buổi đối thoại có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Càng Long. Nội dung gia đình ông Lê Văn Thấm và bà Trần Thị Tiên có đơn yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Càng Long đo đạc lại phần đất hiện nay do trường mẫu giáo Tuổi Ngọc đang quản lý và xem xét trả lại phần đất cho gia đình, vì cho rằng phần đất trên do bà Lê Thị Mào là bà nội ông Thắm kê khai đăng ký vào năm 1983. Tại buổi đối thoại, đại diện Thanh tra tỉnh Trà Vinh báo cáo kết quả kiểm tra về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và tài liệu kê khai đăng ký qua các thời kỳ, cho thấy kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng là đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, gia đình ông Thắm và bà Tiên có đơn khiếu kiện nhiều lần đến cơ quan trung ương và được trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Cũng tại buổi đối thoại này, đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Càng Long đã giải thích, phân tích từng nội dung cụ thể để gia đình ông Thắm và bà Tiên nắm rõ, chấp thuận theo giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tại quyết định số 1105 ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2005 là có cơ sở đúng thẩm quyền và là quyết định cuối cùng. Phát biểu kết luận buổi đối thoại, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cho rằng ý kiến của gia đình đã được các ngành chuyên môn giải thích rất rõ, đầy đủ căn cứ pháp lý và quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định việc ban hành quyết định số 1105 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ngày 29 tháng 6 năm 2005 là đúng quy định của pháp luật và đây là kỳ đối thoại cuối cùng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cũng đề nghị các sở ngành hoàn thiện văn bản có liên quan, kết thúc hồ sơ khiếu kiện của ông Thắm và bà Tiên. Chiều hôm qua ngày 20 tháng 2, đoàn cán bộ quân khu 9 do Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Tham mưu trưởng quân khu làm trưởng đoàn, vừa đến kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2023 tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh.
Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế mọi công tác chuẩn bị huấn luyện tại Trung đoàn 926 với các nội dung như kiểm tra vật chất, mô hình học cụ, thiết bị thao trường huấn luyện, kiểm tra nhận thức cán bộ chiến sĩ về mức độ nội dung, thời gian huấn luyện cho các đối tượng trong năm 2023, hệ thống văn kiện huấn luyện, thực hành bồi dưỡng nội dung kỹ thuật chiến đấu bộ binh, kiểm tra giáo án, kế hoạch thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ huấn luyện chiến thuật binh chủng hợp thành, quản lý, sử dụng tài liệu huấn luyện, thực hành huấn luyện. Qua kiểm tra, Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9 đã đánh giá cao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng như các cơ quan đơn vị đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh nhiệm vụ quân sự quốc phòng, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu của Tư lệnh Quân khu năm 2023, trọng tâm là nắm chắc nội dung, chương trình huấn luyện cho từng đối tượng, tham gia và tổ chức tập huấn cán bộ các cấp theo đúng kế hoạch. Đến nay 100% cán bộ quản lý chiến sĩ mới đều được tập huấn trước khi bước vào huấn luyện. Trung đoàn đã củng cố tu sửa, nâng cấp hệ thống thao trường bãi tập, tổ chức sơn sửa, củng cố các loại vật chất, làm mới nhiều bia bản, học cụ huấn luyện các loại. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại tá Nguyễn Chí Linh cũng yêu cầu trong thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác, bảo đảm cho nhiệm vụ ra quân huấn luyện, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng nội dung, thời gian, kế hoạch đã xác định, duy trì nghiêm nề nếp chế độ huấn luyện, làm tốt công tác quản lý, nắm bắt tình hình tư tưởng bộ đội, quản lý chặt chẽ quân số, tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khung về trình độ, năng lực quản lý, giáo dục bộ đội và trình độ, phương pháp tổ chức huấn luyện, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện năm 2023. Sáng nay, ngày 21 tháng 2, Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh tổ chức cuộc họp để triển khai kế hoạch về công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và nghiệp vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Tại cuộc họp, Sở Tư pháp đã triển khai kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Theo đó, mục đích của kế hoạch là nhằm đảm bảo về thực hiện công tác rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh được triển khai kịp thời, thống nhất và có hiệu quả theo các nội dung của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phạm vi hệ thống hóa văn bản là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành đang còn hiệu lực tính đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023. Thời gian tổ chức thực hiện là từ tháng 2 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Trong kế hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp tỉnh có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-2023 trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, tại cuộc họp này, Sở Tư pháp còn triển khai đến các đại biểu hướng dẫn số 27 của Sở về một số nội dung cần thiết thực hiện trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Trong đó, tập trung hướng dẫn thực hiện các bước đối với các trường hợp xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sáng ngày 21 tháng 2, Sở Dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức khai mạc hội thảo trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa và thiết bị giáo dục lớp 4, lớp 8 và lớp 11 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 áp dụng trong năm học 2023-2024. Hội thảo lần này được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 2 năm 2023. Tại đây, đại diện nhà xuất bản sẽ cung cấp khái quát những thông tin, nội dung cơ bản và điểm mới của các bộ sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để các phòng giáo dục đào tạo, đơn vị trường học trong tỉnh có cơ sở lựa chọn sách giáo khoa cho năm học 2023-2024 phù hợp với đặc điểm của địa phương và đơn vị, qua đó góp phần triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội thảo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh Nguyễn Thị Bạch Dân khẳng định hội thảo lần này có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Chính vì vậy, Sở đề nghị các phòng giáo dục đào tạo và các đơn vị trường học trong tỉnh nắm bắt những thông tin cần thiết để xác định lựa chọn sách giáo khoa phù hợp nhất với điều kiện của nhà trường và địa phương. Ngày 20 tháng 2, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Cầu Kè đã có cuộc tiếp xúc bà con cử tri hai xã Thạnh Phú và Thông Qua. Tại các buổi tiếp xúc, bà con cử tri kiến nghị nhà nước cần có chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các đối tượng thân nhân người có công cách mạng, xem xét có chính sách hỗ trợ kinh phí cho những hộ trồng cam bị thua lỗ để có điều kiện tái đầu tư sản xuất, đồng thời cần tạo liên kết tiêu thụ đầu ra nông sản với giá cả ổn định nhằm giúp nông dân sản xuất có lợi nhuận. Kiến nghị ngành bảo hiểm xã hội và ngành y tế xem xét cho chủ trương thông tuyến khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế trên phạm vi toàn quốc, đồng thời đơn giản hóa thủ tục khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế để người dân thuận tiện hơn trong quá trình khám điều trị bệnh. Kiến nghị ngành điện xem xét tổ chức thu tiền điện khách hàng tại nhà như trước đây,
đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến lộ nhựa từ ấp Trà Mẹt xã Thông Hòa đi qua địa bàn ấp 1 xã Thành Phú để bà con đi lại thuận tiện dễ dàng. Đề nghị các ngành chức năng của tỉnh, huyện có kế hoạch đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường nông thôn ở khu vực đông dân cư trên địa bàn ấp Trà Mẹt và ấp Rạch Nghệ, tạo điều kiện để bà con nhân dân đi lại vận chuyển hàng hóa được thuận lợi dễ dàng. Có kế hoạch sớm triển khai thi công tuyến đê bao ở ấp Trà Mẹt để ngăn triều cường, bảo vệ diện tích đất sản xuất của bà con. Đề nghị lực lượng công an xã tăng cường tuần tra, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp khai thác thủy sản bằng xung điện, các tệ nạn trộm cắp và một số thanh thiếu niên chạy xe phân khối lớn, chạy xe nẹt bô, lạng lách đánh võng, nhất là vào ban đêm, gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân địa phương. Qua các ý kiến kiến nghị của bà con cử tri đã được ông Diêu Hùng Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè cùng lãnh đạo ngành chức năng có liên quan đã tiếp thu giải trình làm rõ. Riêng các vấn đề vượt thẩm quyền, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp thu phản ánh lên các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Ngày 20 tháng 2, Trung tâm Chính trị huyện Châu Thành phối hợp với các ban xây dựng đảng huyện ủy tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 1 năm 2023. Tham dự có hơn 40 học viên là đảng viên mới của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc huyện ủy. Thông qua khóa học nhằm giúp cho các học viên là những đảng viên mới nắm vững những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của đảng, nội dung cơ bản về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ, xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở, vấn đề xây dựng đảng trong sạch vững mạnh và nhiệm vụ của người đảng viên. Qua đó giúp cho đảng viên mới nâng cao khả năng vận dụng kiến thức, lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của đảng vào thực tiễn công tác và trong cuộc sống. Sáng ngày 21 tháng 2, thành phố Trà Vinh tổ chức hội nghị triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 62 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo kế hoạch tiêm đợt này, thành phố Trà Vinh được phân bổ 1.100 liều vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trường hợp trẻ đã mắc COVID-19 cần trì hoãn trong thời gian 3 tháng kể từ ngày khởi phát bệnh. Rà soát đối tượng nhóm chuyển tiếp từ 4 lên 5 tuổi, đảm bảo tiêm đủ 2 liều cơ bản. Toàn bộ trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa tiêm mũi 1 và mũi 2 trên địa bàn thành phố Trà Vinh có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất và Bộ Y tế và trẻ em trong độ tuổi này nhưng không đi học. Thời gian triển khai bắt đầu tiêm từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 2 năm 2023. Những trường hợp quản tiêm chưa được tiêm sẽ được tiêm vào các đợt tiếp theo. Trung tâm Y tế thành phố Trà Vinh sẽ thành lập các tổ tiêm lưu động đến tiêm tại trường cho học sinh. Theo thống kê của Trung tâm Y tế thành phố, đến thời điểm này có trên 11.200 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố đã được tiêm mũi 1 và mũi 2. Thưa quý vị và các bạn, cam sành rớt giá sâu từ sau Tết Nguyên Đán đến nay làm cho nhiều bà con nhà vườn trồng cam ở Trà Vinh gần như mất trắng sau một vụ thu hoạch trái. Giá bán cam tại vườn chỉ dao động ở mức từ 1.500 đến 2.000 đồng một ký, thậm chí thương lái không mua cam, gây khó khăn cho bà con nông dân. Ghi nhận của phóng viên chuyên đề Nghe Người Dân Nói tại xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè. Ông Nguyễn Văn Chọi ở ấp Rạch Kệ, xã Thông Hòa đã gắn bó với cây cam sành gần 20 năm qua. Chưa khi nào trái cam sành rớt giá sâu như hiện tại. Từ trước Tết Nguyên Đán, ông còn bán được giá 6.000 đồng một ký, rồi những ngày sau Tết chỉ bán được với giá 2.500 đồng một ký. Với những trái cam chín vàng, thương lái chê không cắt vì không đóng hàng đi xa được. Hoặc nếu có cắt, giá thu mua cũng chỉ có 1.000 đồng một ký. Dù thấy quá rẻ, không đành lòng bán với mức giá cam rẻ như hiện tại, nhưng ông Chọi cũng như nhiều bà con khác ở địa phương phải thu hoạch trái trong tình thế bắt buộc phải cắt và bán. Bởi nếu cam đến lứa mà không cắt trái sẽ suy cây, năm sau chăm sóc lại sẽ rất tốn công và chi phí. Đáng lo là trong hơn 2,5 hecta đất trồng cam thì ông Chọi đã thuê 2 hecta, chi phí thuê đất 80 triệu đồng một năm. Thì có lúc mà bán không được thì tưởng đó nay tôi cũng mua chịu, đại lý thì cũng thiếu thì cũng khoảng trăm ngoài triệu. Nhưng mà trăm ngoài triệu mà bán chỉ có 30 triệu mà cũng chưa biết cách nào để trả.
coi như là nông dân cũng muốn là nhà nước để can thiệp cái mặt hàng của nông dân làm ra đây để hỗ trợ, như là để cho nông dân, để cho cái mặt hàng nó đi xuống được cho nông dân để đỡ trong cuộc sống, rồi về thì nông dân thấy sống không nổi. Giáp ranh vườn cam của ông Nguyễn Văn Chội là vườn cam 1,4 hectare của ông Bùi Văn Nhánh đang chào đợt thu hoạch rộ. Ông cũng đành phải cắt cam bán cho thương lái vì cam đã chín, không thể neo lâu hơn. Dù biết bán cam với giá 3.500 đồng một ký sẽ thua lỗ, nhưng ông đành cam chịu vì không còn cách nào khác. Ngoài nỗi lo về lỗ vốn, ông Nhánh còn canh cánh nỗi lo tiền thuê đất, tiền phân bón, thuốc trừ sâu còn nợ ngoài đại lý. Nó chín vàng là nó mua ngàn rưỡi. Rồi nông dân mình á, vô được rồi mình sợ bán được thì nó đeo cái cây chết cái cây nữa, thôi mắc rẻ gì bán. Đặng nếu năm nay không được thì mình cứu lại năm sau. Theo chị bà con nông dân thì dù cam năm trước cũng vào thời điểm này, cam hút hàng giá bán 18 đến 19 ngàn đồng một ký. Nên năm nay bà con canh xử lý ra qua và cho thu hoạch giống như năm trước. Tuy nhiên năm nay giá cam lại giảm sâu. Bà con không ai biết nguyên nhân là vì sao. Thì cái đợt rồi á, đụng cam Hà Giang á, nhiều quá, của mình bán không được, nó rẻ. Với người ta neo lại, bây giờ nó dội cam quá trời, bán không được. Với nhiều quá trời, lên chảnh bán không hết, nó dội. Còn nhiều lắm, người ta neo lại còn nhiều cam lắm, nó chín dữ lắm. Chín vậy đi xa không được, với mà nó bợp hết trơn à. Mua rồi đóng không được. Xã Thông Quà là một trong những địa phương có diện tích trồng cam sành nhiều nhất huyện Cầu Kè với diện tích gần 1.000 hectare. Đặc biệt có những ấp chuyên canh cây cam, nay trái cam sành rớt giá, thất thu, đồng nghĩa với việc bà con thua lỗ, bỏ công sau một năm chăm sóc. Đây là tình hình chung của bà con nông dân trồng cam ở Thông Quà từ sau Tết Nguyên Đán đến nay. Thì tổng diện tích cam của toàn xã thì nó trên 950 hectare. Thì đến thời điểm hiện tại thì thu hoạch trước Tết á, là nó khoảng 240 mấy hecta rồi. Còn lại sau Tết này á, thì còn khoảng 65 hecta, thì tương đương khoảng là 4.000 tấn, còn khoảng trên 4.000 tấn cam. Về cái cam mà cho trái mà chuẩn bị thu hoạch á, rồi sau đợt này thu hoạch á, thì nằm khoảng tháng 5, tháng 6, tháng 4, năm thì còn khoảng là cỡ 400 hecta nữa. Thì theo cái định hướng của xã thì tới đây thì cũng có cái khuyến cáo với bà con là hạn chế mở rộng ra cái diện tích trồng cam tiếp. Và cái thứ hai nữa là chúng ta xử lý ra hoa cho ở trên cây cam á, là đa số bà con là xử lý đồng loạt. Trên cùng một xã mà xử lý đồng loạt hoặc là chung với nhiều xã khác, ngay cả Vĩnh Long luôn, thì cái số lượng cam nó tồn lớn. Nên là cái chủ yếu là nói bà con mình phải làm sao được thống nhất phân dùng ra để mà xử lý ra qua cho nó đảm bảo hơn. Còn về cái đề xuất kiến nghị thì đối với bản thân thì cũng đề xuất kiến nghị với các ngành chuyên môn cấp trên sẽ sớm có cái mời gọi đầu tư gì đó, chúng ta sẽ có một cái xây dựng một cái nhà máy để mà sơ chế nước ép hoặc là sơ chế ra bột cam để chúng ta có thể là bảo quản và có thể là xuất khẩu đi nước ngoài, thì nói chung là nó mới đảm bảo được cái cam nó bền vững. Với nhiều bà con nông dân ở xã Thông Quà, nhờ cây cam sành mà nhiều hộ gia đình có thu nhập ổn định, nhà ở khang trang. Tuy nhiên, nếu ngày càng mở rộng diện tích, sẽ rất dễ gặp tình trạng cung vượt cầu. Thực tế này đặt ra bài toán rải chủ cho trái cam để tránh việc thu hoạch đồng loạt sẽ có lợi cho bà con hơn. Trong những năm qua, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã mang lại những hiệu quả rất tích cực, cải thiện kinh tế hộ gia đình và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con nông dân. Hiệu quả chuyển đổi từ đất lúa trồng cam sành ở Thông Quà là một minh chứng cụ thể. Tuy nhiên, với việc nông dân trong tỉnh ngày càng mở rộng diện tích đất trồng khiến sản lượng cam sành dư thừa, dễ xảy ra ùn ứ nếu không xử lý trái tập trung trong cùng một khoảng thời gian. Thực tế cho thấy, bà con nông dân không thể chủ động được khâu đầu ra cũng như những biến động của giá cả thị trường. Sau mỗi vụ, được hay mất, lời hay lỗ, cười hay khóc đều đặt hết vào thị trường và thương lái là người quyết định. Người nông dân luôn mong mỏi được hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước trong khâu kết nối, tạo chuỗi liên kết giá trị để giải quyết đầu ra. Mỗi vụ canh tác đều ký được hợp đồng bao tiêu nông sản, để mỗi vụ cam sành khi tới mùa thu hoạch không còn cam chịu vì rớt giá, thất thu. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh.
Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn lại quý vị các bạn trong bản tin cuối ngày. Còn ngay sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi kết quả quan trắc môi trường nước và bản tin dự báo khí tượng thủy văn đêm nay và ngày mai. Chi cục thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau: tại sông Cổ Chiên, Châu Thành, cầu Rạch Gốc, độ mặn 5/1000, pH 7.5, độ kiềm 90 mg/l, nhiệt độ nước 29 độ C. Tại sông Hiệp Mỹ, cầu Ngang, gần cầu Hiệp Mỹ, độ mặn 8/1000, pH 8, độ kiềm 107 mg/l, nhiệt độ nước 30 độ C. Tại cống Thâu Râu, Mỹ Long Nam, cầu Ngang, độ mặn 20/1000, pH 8.5, độ kiềm 90 mg/l, nhiệt độ nước 28 độ C. Tại cầu sông Giang, Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, độ mặn 20/1000, pH 8.5, độ kiềm 90 mg/l, nhiệt độ nước 28 độ C. Tại sông Long Toàn, thị xã Duyên Hải, cầu Long Toàn, độ mặn 21/1000, pH 7.5, độ kiềm 107 mg/l, nhiệt độ nước 29 độ C. Tại cầu kênh đào Long Vĩnh, Duyên Hải, độ mặn 17/1000, pH 8.5, độ kiềm 90 mg/l, nhiệt độ nước 28 độ C. Tại cống La Bang, Đông Châu, Duyên Hải, độ mặn 18/1000, pH 7.5, độ kiềm 90 mg/l, nhiệt độ nước 29 độ C. Tại bến đò Phước Thiện, Đông Hải, Duyên Hải, độ mặn 26/1000, pH 7.5, độ kiềm 107 mg/l, nhiệt độ nước 27 độ C. Tại hợp tác xã Ngư Thành Đạt, Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, độ mặn 16/1000, pH 8.5, độ kiềm 90 mg/l, nhiệt độ nước 28 độ C. Tại sông Vinh Kim, cầu Ngang, độ mặn 2/1000, pH 7.5, độ kiềm 90 mg/l, nhiệt độ nước 29 độ C. Tại bến phà Long Hưng, Hòa Minh, Châu Thành, độ mặn 5/1000, pH 7.5, độ kiềm 90 mg/l, nhiệt độ nước 28 độ C. Theo tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Trà Vinh, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, ngày 22 tháng 2 năm 2023, mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ. Mực trên sông Cổ Chiên tại dầm Trà Vinh 217 cm, cao hơn ngày hôm nay 6 cm. Trên sông Hậu tại thị trấn Cầu Quan 210 cm, cao hơn ngày hôm nay 6 cm. Độ mặn cao nhất trên sông Long Toàn tại Long Toàn 17.5/1000, lớn hơn ngày hôm nay 0.3/1000. Độ mặn cao nhất trên sông Hậu tại Trà Kha 15.5/1000, lớn hơn ngày hôm nay 0.5/1000. Tại Cầu Quan 8/1000, lớn hơn ngày hôm nay 0.6/1000. Độ mặn cao nhất trên sông Cổ Chiên tại Hương Mỹ 11.5/1000, lớn hơn ngày hôm nay 0.4/1000. Trà Vinh 5/1000, lớn hơn ngày hôm nay 0.2/1000. Thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau mây thay đổi, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 và cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển Cà Mau, Kiên Giang và Phú Quốc mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4, biển bình thường.